Số người khác thì ẩn dật, sống trong u uất, lạnh lùng, sợ tiếp xúc và nghi ngờ tất cả mọi người. Số còn lại thì gửi linh hồn mình cho một đấng quyền năng nào đó để mong mỏi được cứu rỗi về một thế giới không còn bóng dáng của sự giả dối. Nên nhớ, thành bại, được mất hợp tan là những cặp thăng trầm mà bất kỳ ai trong đời này cũng phải nếm trải. Tất cả những gì xảy ra với ta hôm nay đều tuân theo nguyên tắc nhân quả. Và duyên sinh, vì vũ trụ vốn không ưu tiên cho bất cứ ai và cũng không ghét bỏ ai, do ta chưa đủ trí tuệ để có đủ hiểu rõ tiến trình vận hành của nguyên tắc ấy. Ta đã gây ra nhân gì mà phải gánh chịu hậu quả như vậy? Nên ta mới tin vào số phận của mình đã được an bài bởi một đấng tối cao. Đó là cách lý giải của con người, của những tâm hồn còn đầy dẫy năng lượng tham sân si bảo vệ cái tôi bé nhỏ. Vì nếu có một đấng quyền năng thật sự thì đấng quyền năng ấy phải xử sự công bằng và hợp lý, không thể vì sự tin tưởng nhiệt tình của ta mà đấng quyền năng mới chịu chú ý và ưu đãi ta hơn. Chính vì tâm hồn đang quá yếu đuối và hụt hẫng điểm tựa nên đã khiến cho ta đặt niềm tin một cách mù quáng và mê muội. Một khi cái tôi bất ngờ được nâng niu, được hứa hẹn với những quyền lợi hấp dẫn trong tương lai, thì sự mê tín đã được đẩy lên tới mức cuồng tín, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho đối tượng tin tưởng mà bất chấp mọi lẽ phải trên đời. Ta hãy ghi rằng mình là một bãi cát chứ không chỉ là một hạt cát. Khi gió bão thổi, hạt cát từ nơi này đến làm đầy chỗ khác, thì gió bão cũng sẽ đưa những hạt cát từ nơi khác đến lấp đầy chỗ khuyết ở nơi này. Chỗ khác hay chỗ này cũng đều là thuộc bãi cát. Vậy thì ta đâu cần phải nao núng. Của cái hình hài này để thấy mình cũng đang đồng thời có mặt ở khắp muôn nơi. Vì sự thật là ta không ngừng tương tác với vạn vật. Để tồn tại thì ta sẽ không bao giờ thấy đau khổ hay hụt hẫng niềm tin. Khi đi qua những thăng trầm vốn phải có trong đời này, hãy đừng vội quán trách
vô thường. Bởi nếu không có vô thường thì nụ hoa không thể nở, tuyết không thể tan, em bé không thể trở thành người lớn, chế độ độc tài không thể tan rã và kẻ đau khổ cũng chìm mãi trong khổ đau. Vậy nên, chỉ khi nào ta bớt nghĩ cho quyền lợi cá nhân, biết nhìn cuộc đời bằng con mắt thương yêu và nâng đỡ, thì niềm tin của ta sẽ vững mạnh và không bao giờ bị ngã. Ta tin vào con người thì ta sẽ thấy được bản thiện của họ. Ta tin vào cuộc đời thì ta sẽ thấy được cái tôi rộng lớn bao la của mình. Tin mình thật khó có thể chấp nhận rằng khi ta đánh mất niềm tin vào con người hay cuộc đời này là do ta đã không đủ niềm tin vào chính mình, nhưng đó lại là sự thật. Vì ta tin rằng những điều kiện thuận lợi, may mắn từ bên ngoài sẽ mang đến sự an toàn và hạnh phúc lâu bền, nên ta mới ra sức rượt đuổi, nắm bắt nâng niu và bám chặt vào nó, bỏ tâm chạy theo cảnh như thế. Nên khi cảnh bị dao động hay biến mất thì tâm trở nên bơ vơ lạc lõng. Cũng là lẽ đương nhiên, dù biết rằng ta không thể sống tách rời với ngoại cảnh, nhưng ta phải cố gắng luyện tập cho mình là khả năng bớt lệ thuộc vào sự may rủi của hoàn cảnh bằng cách tin tưởng vào chính bản thân mình. Tất nhiên, phải hiểu được giá trị đích thực của mình thì ta mới tin tưởng mình được. Còn lỡ như không thấu hiểu hết con người của mình thì ta cũng nên nhờ những bậc có hiểu biết lớn chỉ điểm cho, để từ đó ta tìm cách phát huy những ưu điểm nổi bật và tìm cách khơi dậy những năng lượng tiềm ẩn, tin sâu vào thực lực của mình. Ta sẽ có đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi tình huống. Người trẻ bây giờ thường làm ra vẻ rất tự tin, nhưng niềm tin của họ thật đơn điệu, chỉ vì kiến thức của họ được một ngôi trường danh tiếng xác nhận qua bằng cấp. Tài nói năng của họ mang lại nhiều mối quan hệ tốt. Vóc dáng cao ráo của họ được nhiều người để ý. Hay chỉ vì quần áo của họ thuộc hàng hiệu đắt tiền là họ đã tràn đầy tự tin và vươn mặt trước mọi người. Thật tội nghiệp kẻ chỉ thấy được giá trị của mình qua sự công nhận hời hợt của người khác, thì phải đành chấp nhận thường xuyên lạc mất cái tôi linh thiêng của mình thôi. Vì nhận xét và tình cảm của người khác cũng rất là vô thường, luôn biến đổi, huống chi khi ta chỉ tập trung vào những điểm chỉ
đem lại cảm xúc yêu thích từ kẻ khác. Trong nhất thời thì thế nào ta cũng sẽ bỏ bê những giá trị bình tĩnh, nhẫn nại, khiêm cung, bao dung, lạc quan là quyển chuyển, thì làm sao ta đứng vững được. Cho nên tin vào chính mình là tin vào tài năng và cả đức hạnh của mình. Tài năng không chỉ để kiếm được nhiều tiền hay khiến cho người khác ngưỡng mộ, mà còn phải đem tới nhiều an vui cho chính mình và những người thân sống bên cạnh. Tài năng mà không có đức hạnh chỉ để phục vụ cho cái tôi ích kỷ bé nhỏ của mình thôi. Tài năng ấy sớm muộn gì cũng sẽ đưa ra đến chỗ hủy diệt. Vì sự chủ quan, kiêu ngạo, đức hạnh mà không có tài năng thì tuy không làm nên sự nghiệp lớn hay giúp đỡ được nhiều người về phương diện vật chất, nhưng chính đức hạnh mới đem lại giá trị bình an và hạnh phúc bền vững trong tâm hồn. Khi ta có bình an và hạnh phúc thật sự, tự nó sẽ tỏa chiếu đến mọi người xung quanh. Thái độ sống của mình, điều ấy không nhất thiết phải có nhiều tài năng mới làm được. Hãy bình tâm nhìn lại, đừng mê mải chạy theo xu hướng chung nữa. Hãy quay về khơi dậy giá trị chân thật của mình để vững tin đi tới. Nên nhớ, tâm mới là nguồn gốc sinh ra mọi cảm giác hạnh phúc hay khổ đau. Còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò tác nhân mà thôi. Thay vì cứ chạy theo những vọng tưởng điên đảo, dắt kiệt sức ra để chụp bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác, thì ta hãy trở về làm tan biến đi những đòi hỏi không cần thiết, không hợp lý của tâm mình. Dù trong giờ phút này tâm của ta đang rất xáo động hay đang rớt xuống những cung bậc rất thấp và đã lỡ gây ra rất nhiều lầm lỗi, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ quay về với chính mình cộng với những bài thực tập rèn luyện thân tâm đúng đắn, thì chắc chắn ta sẽ mau chóng chữa lành những vết thương ấy và khôi phục lại vị trí làm chủ cuộc đời mình. Hãy tin vào bản chất thanh tịnh và mầu nhiệm vốn có của mình. Đó không bao giờ bị hư hao hay hủy diệt. Đừng buồn nhìn sơ sát, đời cần chút đổi thay, qua xưa rồi thấm lại, vườn cũ ngát hương bay. Ý chí sẽ chỉ là tham vọng nếu nó không được đặt vào khuôn khổ rèn luyện của bản thân. Sức mạnh của ý chí. Có một cậu bé được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến.
Một buổi sáng nọ, mọi người chợt bàng hoàng khi thấy ngôi trường bị cháy và họ kéo được cậu bé ấy ra khỏi đám cháy. Trong tình trạng bị bỏng rất nặng, cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Vài ngày sau, bác sĩ nói với mẹ của cậu là có lẽ cậu sẽ chết. Phần dưới cơ thể của cậu đã bị hủy hoại. Thoáng nghe, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt, nhưng cậu quyết chí sẽ sống cho tới cùng. Cậu sẽ vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Mối nguy hiểm tạm qua, nhưng bác sĩ lại cho hay phần dưới cơ thể cậu bị tổn hại quá nặng nên sẽ tàn phế. Suốt đời cậu sẽ là kẻ vô dụng. Một lần nữa, cậu bé đau đớn nhưng vẫn nuôi ý chí được đi lại mạnh mẽ như trước. Dù đôi chân trong teo kia không có cảm giác, không điều khiển được, nhưng còn sức sống, nhưng cậu vẫn không đặng lòng. Cậu giam mình suốt ngày trong xe lăn và không ngừng tìm cách vận động. Một buổi sáng nọ, bất chợt cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người qua bãi cỏ với hai chân kéo lê theo sau. Mẹ cậu cũng bất ngờ khi thấy cậu đến được hàng rào bao quanh khu nhà và đu người đứng lên giữa hàng rào. Cứ thế mỗi ngày cậu cứ lê mình từ cọc rào này sang cọc rào khác, tạo thành lối mòn quanh bờ rào. Cậu vẫn luôn nhủ thầm thế nào mình cũng sẽ đi được. Nhờ bàn tay tình thương của mẹ và ý chí kiên cường của mình mà cậu đã tự đứng dậy đi cà nhắc từ bước, rồi đi một mình và có thể chạy. Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, chạy đến trường rồi chạy luôn tới khung trời đại học. Đã ước mơ bấy lâu, đặc biệt là cậu đã tham gia vào đội điền kinh của trường. Chàng thanh niên mà ai cũng ngỡ rằng không thể sống nổi, không bao giờ bước được, nhưng ba không bao giờ chạy được chính là bác sĩ Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Khi ta có ý muốn làm một việc gì đó thì tin tưởng chắc chắn rằng khả năng của mình trước sau gì cũng làm được, thì niềm tin ấy sẽ biến thành nguồn năng lượng
mạnh mẽ thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại. Đó chính là ý chí, nghĩa là khi ta không ngừng lặp lại trong tâm trí của mình một ý muốn nào đó, thì hệ thần kinh sẽ tự động hình thành một mệnh lệnh liên tục, rồi tìm cách khơi dậy và kết nối với những nguồn lực tiềm ẩn để đạt tới kết quả cho bằng được. Cho nên, niềm tin chính là nền tảng để tạo dựng ý chí. Không có niềm tin thì không có ý chí. Mà tin tưởng và bản thân là tin tưởng vào thực lực có sẵn. Ngay khi ta chưa nhìn thấy bất cứ tín hiệu nào để biến những việc không thể thành có thể, ngay cả khi mọi người đều cho rằng nó không thực tế hay nói chân đường được là hiện thực trước đó, nhưng với lòng tin vững chãi rằng điều gì cũng có thể xảy ra nếu ta tìm đúng điều kiện cho nó, thì ta vẫn có thể vươn tới thành công một cách ngoạn mục. Tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra, tức là ta tin vào nhân duyên, tin vào sự kết nối kỳ diệu của những nguồn năng lượng có cùng tần số. Những nguồn lực ấy thường bao gồm nguồn lực phước đức của ông bà tổ tiên và cả phần năng lượng của vũ trụ gửi đến cho ta vay mượn. Tất nhiên, ta phải có nhân duyên. Gốc thích hợp thì mới kết nối được. Điều này tùy thuộc vốn liếng năng lượng mà ta đã gây tạo từ trong quá khứ và những chuyển hóa vượt bậc của ta trong hiện tại. Tức là khi bắt đầu lập chí, ta đã dùng hết năng lượng vay về chính bản thân để không ngừng khơi gợi những năng lượng tốt qua phát sinh và nuôi dưỡng những năng lượng tốt đã phát sinh. Đồng thời, ta cũng cố gắng cô lập quá những năng lượng xấu chưa phát sinh. Bà tin cách chuyển hóa thật sớm những năng lượng xấu đã phát sinh khi chưa lập chí, có thể ta không hiểu hết là thực lực vốn có của mình, nhưng trong quá trình mài dũa, ta sẽ phát hiện ra những bí ẩn kỳ diệu của tổng thể con người của mình. Chỉ cần một điểm nào đó được khai thông, thì lập tức nó kéo theo vô số thuận lợi khác. Có khi sự thuận lợi lại là nằm ngay nơi hoàn cảnh khó khăn. Vì khi gặp khó khăn thì bản năng sinh tồn mới có thể gọi lên những nguồn lực tiềm tàng.
À, chắc thằng tiếng Anh quá. Nguồn lực tiềm tàng sâu xa mà bình thường ta không thể nào nhìn thấy được. Bởi vậy, người ta thường hay nói kẻ có chí luôn thấy cơ hội trong mọi khó khăn, còn người thiếu ý chí luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Do đó, người thành công không chỉ là được vượt lên hoàn cảnh, mà điều quan trọng là họ đã vượt lên chính bản thân mình, tìm thấy được nguồn lực vĩ đại của riêng mình, khơi dậy ý chí. Người có ý chí trước hết phải là người lạc quan, luôn nhìn thấy những khía cạnh tươi sáng của cuộc sống. Tuy đang đứng trước một biến cố lớn lao, nhưng người lạc quan vẫn tin tưởng rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Nếu mình biết khai thác tối đa khía cạnh thuận lợi, dù rất ít ỏi, để có được tinh thần lạc quan, thì ta phải có cái nhìn đúng đắn, chánh kiến về bản chất của cuộc sống, phải có khả năng vượt qua những kiến thức và kinh nghiệm cũ đã đóng kín thành định định kiến và thành kiến sâu nặng trong ta. Ta còn phải có khả năng quan sát sâu sắc mọi sự vật, sự việc quanh ta bằng thái độ khám phá sự thật. Bí quyết để xây dựng tinh thần lạc quan chính là học tập cách thưởng thức cuộc sống. Khi ta tạm thời lùi lại một bước để quan sát những giá trị màu nhiệm của cuộc sống, ta sẽ thấy thiên nhiên luôn chứa sẵn những bài học vĩ đại mà chỉ có những kẻ can đảm dám tách mình ra khỏi cái tôi, nôn nóng muốn chứng tỏ mình mới có thể lãnh hội được. Những bài học ấy như là khí tiết của hoa đào hơn giá rét, sự uyển chuyển mềm mại của cây trúc trước gió bão, nguyên tắc làm việc hòa điệu của bầy ong, hay tinh thần đoàn kết của đàn kiến. Thiên nhiên không những chỉ cho ta con đường đi tới thành công, mà còn chỉ cho ta nghệ thuật sống. Vì vậy, trước khi vươn tới thành công, ta đã có ngay niềm tin vui sống. Tinh thần này lại có chất liệu không thể thiếu để khơi dậy mọi thành công. Thời gian về sống với thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống cũng chính là cơ hội quý báu để ta nhìn lại chính mình. Đó là lý do mà những người muốn lập chí lớn thường hay rút lui, ở ẩn để mài dũa ngọc của mình. Thay vì cứ lăng xăng tích góp những điều kiện thuận lợi tạm bợ bên ngoài,
Khi ngọc đã sáng thì không được những biến động. Hay nghịch cảnh nữa, ta đã đủ sức vượt qua nó, và hơn hết là ta đã nhìn nó ở một tầng nhận thức khác. Ta sẽ biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì để biến ước mơ thành hiện thực. Sự thật, khi ngọc của ta đã sáng thì tất cả những năng lượng có cùng tần số ấy sẽ tự động kết nối mà ta chẳng cần nhọc công đi tìm. Như vậy, quá trình mài giũa ngọc mới là công việc quan trọng nhất mà cũng là khó khăn nhất. Ta phải rời xa sự hưởng thụ cao cấp, thậm chí phải đặt mình vào khuôn khổ khắc nghiệt để dùng năng lượng đầu tư cho sức khỏe, xây dựng mức chịu đựng kiên trì, và nhất là chuyển hóa những thói quen nguy hại. Ta cần tích góp những điều kiện thuận lợi ở bên ngoài, còn bản thân họ vẫn không thay đổi được gì cả. Trình độ hiểu biết và khả năng chịu đựng của họ vẫn y nguyên như cũ. Ước mơ vươn tới những mục tiêu xa vời của họ rốt cuộc cũng chỉ là những giấc mộng đẹp mà thôi. Thế nên ý chí sẽ chỉ là tham vọng nếu nó không được đặt vào khuôn khổ rèn luyện của bản thân. Vì thái độ ấy chính là ước mơ muốn có được nhiều hơn những gì ta đang có, nhưng lại không đủ sức khơi dậy năng lực tiềm ẩn để vượt qua giới hạn hiện tại của mình. Ta đừng quên rằng năng lượng ở trong ta cũng có lúc mạnh lúc yếu, thì ý chí không phải là lúc nào cũng kiên định. Nhưng ta cũng đừng nao núng. Chúng chỉ là sự trở lại với thói quen hưởng thụ, hay đột nhiên ý niệm mang chờ tín hiệu của sự khởi sắc lại trở dậy mạnh mẽ, hoặc áp lực của hoàn cảnh bất ngờ gia tăng. Tất cả đều là những hiện tượng nhất thời. Chỉ cần ta kiên trì giữ vững sự thực tập hay cố gắng thêm một chút thì mọi thứ sẽ đi qua. Sao? Sự cố gắng ấy, ta lại có thêm một kinh nghiệm mới quý giá. Người nào vốn không có thể có thói quen hành xử theo cảm xúc, luôn biết sống sâu sắc với thực tại và nhìn lại bản thân mình. Từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn thì họ đã nắm hơn một nửa yếu tố để biến giấc mơ thành hiện thực. Nên việc mài giũa ngọc của bản thân cần phải được
thực sự thực hiện ngay từ khi còn trẻ. Còn có thể uống nắng dễ dàng vì hưởng thụ không thể làm cho ta yếu đi, mà thói quen ấy còn khiến cho ta nghiện ngập và phủ lên ta những lớp bụi dày của u mê nữa. Khi ta nói tôi luôn đúng, đó là thái độ bảo thủ. Nhưng ta nói tôi luôn tin ở tôi, tức là ta đang tôn trọng chính mình. Đây là thứ tài sản vô giá mà không phải ai cũng có được. Sự khiếm khuyết về thể chất tài năng hay là từng chịu thất bại nặng nề rất dễ khiến cho ta đánh mất niềm tin vào bản thân và có cái nhìn bi quan vào mọi vấn đề của cuộc sống. Nhà thơ đã viết: hai người cùng nhìn bầu trời đêm qua, những là chấn sông, một người chỉ thấy một màu đen, còn người kia thì thấy những vì sao. Để cái nhìn của ta luôn được rộng lớn, thênh thang, ngoài việc loại trừ những thành kiến cũ rích, ta còn phải vượt qua những cảm xúc nông nổi hay tự áp đặt mình phải trở thành thế này thế nọ, mà không thể chấp nhận bản thân và hoàn cảnh trong hiện tại. Chấp nhận để không tạo nên áp lực và thấu hiểu rằng tìm cách là hóa giải chứ không phải đầu hàng. Nên ý chí nếu không khéo dùng che đậy sự thật yếu kém của ta rồi dựng lên những vở tuồng hấp dẫn cho tâm tưởng biên đạo chứ không hề có thật. Một điều ít ai ngờ là bản thân ý chí không chỉ làm nên những điều phi thường, mà nó còn có thể nâng đỡ những điều phi thường khác xuất hiện. Sự thành công của người này sẽ khiến trở thành là nguồn khích lệ mạnh mẽ, khiến cho niềm tin trong người khác bừng dậy, hướng tới những điều không thể. Như vậy, để biến những điều không thể thành những điều có thể, ta không chỉ cần sự vươn lên của bản thân mà còn cần năng lượng yểm trợ của những người thành công và cả tình thương của vũ trụ nữa. Vì lẽ đó, khi thành công, ta phải có trách nhiệm hồi đáp lại những ân tình ấy bằng thái độ khiêm cung và luôn hướng tới việc giúp đỡ người khác. Có như thế, ta mới giữ vững được sự thành công. Nên nhớ rằng, cả con người ta đều vô ngã thì ý chí cũng vô ngã. Đừng vô tình biến nó
thành món trang sức lộng lẫy để tôn vinh cái tôi, mà lại xem thường những kẻ còn nhiều yếu kém. Đỉnh cao mà cũng tới khi vượt thoát chính mình. Đừng dày công bước mỏi nhờ vui thúi đăng trình. Do dự, đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn. Vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới sự thật là quan trọng. Chọn lựa nào đúng đắn. Cuộc sống đôi khi đưa đẩy ta đến những nhân duyên bất ngờ và khiến cho ta đứng trước những chọn lựa có thể tạo ra khúc quanh mới cho cuộc đời mình. Vì không biết rõ khúc quanh ấy như thế nào, nên ta phải luôn cân nhắc kỹ càng để không quyết định lầm lẫn và đáng tiếc. Tuy nhiên, có khi đã biết rõ giá trị đích thực của con đường mình phải đi, nhưng ta vẫn không thể quyết định được vì ta không vượt qua nổi những hạn chế của chính mình. Có thể vì nhút nhát, không đủ niềm tin và bản thân, nên ta lo sợ mình sẽ chọn sai hay không đủ sức ứng phó để cuối cùng phải chịu nhiều tổn thất. Cũng có khi vì lòng tham muốn bắt cá hai tay, nên ta không nỡ buông bỏ cảm xúc tốt mà mình cũng rất là yêu thích. Lẽ dĩ nhiên, khi đứng trước sự lựa chọn mà cả hai đều là đối tượng ta yêu thích, thì ta phải chấp nhận có sự phân vân, giằng xé. Đó sự thật là một cuộc chiến mà ta phải dùng tới thái độ hy sinh mới giải quyết được. Nhưng nếu tình thế bắt buộc phải quyết định, thì ta vẫn có ngập ngừng, cân phân. Do dự mãi thì năng lượng trong ta sẽ mau chóng bị tiêu hủy. Không những chẳng được gì mà ta còn bị hao tổn hay mất trắng. Một vị thiền sư nọ tình cờ thấy một con chó bị trọng thương nằm bất động ở bên lề đường. Thiền sư thương yêu và dạy dỗ nó thật tận tình. Ông đặt cho nó cái tên là Tu Đi, nhưng gửi gắm ước mong nó ở lại chuyên tâm tu hành để có đời sống thanh thản. Đáp lại, nó cũng yêu mến thiền sư như cha mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. Khi thiền sư là xuống phố quá độ thì nó cũng lẻo đẻo theo sau. Khi thiền sư tĩnh tọa thì nó cũng nằm liêm diêm kề cận. Một hôm trong lúc thiền sư đang tĩnh tọa, con chó bỗng nghe mùi thịt xào quen thuộc từ đâu bay tới,
Nó vừa định chồm dậy lại nghĩ mình ở đây tu hành với thiền sư đã nhiều năm rồi thì không nên làm như thế. Vì vậy nó đành nằm lại và cố gắng quên đi. Nhưng mùi thịt xào càng lúc càng tăng. Con chó cựa mình nhiều lần và rồi nó nghĩ mình cũng nên đi xem hư thực thế nào, chứ nhất định là không đụng tới. Không ngờ mùi thịt xào càng lúc quấn quyến rũ nó. Bản năng xưa trỗi dậy khiến cho nó không đủ sức kiềm chế. Vì vậy, nó quyết định lội qua bên kia sông thử một lần cho biết. Thiền sư nghe tiếng của con chó nhảy xuống sông. Ông đón biết sự tình nên vội vàng chạy ra can ngăn. Tu đi ơi, đừng qua bên kia, nguy hiểm lắm. Nghe tiếng thầy gọi, con chó giật mình và ngoan ngoãn quay trở lại. Nhưng vừa lúc đó, nó cảm nhận món thịt xào đang rất gần và sự thèm thuồng cũng dâng lên cao độ. Nó đành ngoảnh mặt lầm lũi bơi tiếp. Thiền sư lại khẩn thiết gọi: Tu đi ơi, về lại với thầy đi con. Nơi này tuy sống thanh đạm nhưng vẫn yên ổn hơn con ơi. Bây giờ tâm trí của nó bỗng xuất hiện những hình ảnh ân tình của thiền sư. Đành cho nó trong suốt thời gian, nhưng lại bị cạnh tranh bởi hình ảnh là hấp dẫn của món thịt xào mà từ bấy lâu nay nó không được thưởng thức. Vì thế nó cứ lội qua lội lại mà không dứt khoát được. Cuối cùng nó kiệt sức mà chết, chìm giữa dòng sông. Chưa chắc khi con chó lội qua bờ sông bên kia thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Thiền sư chỉ dựa trên kiến thức phổ thông hay kinh nghiệm quá khứ của con chó đã từng bị trọng thương mà lo lắng và cảnh báo như thế thôi. Không hẳn đó là sự thật. Cho dù đó là sự thật, nhưng với sự thông minh và bản lĩnh thì con chó vẫn có thể tự bảo vệ nó được. Và còn quán chuyển mọi tình thế một cách ngoạn mục. Cho nên không phải lúc nào ta cũng có thể thấu hiểu hết con đường của mình. Đã chọn ngay khi thực hiện quyết định, chỉ cần tiên đoán chính xác hơn một nửa là may lắm rồi. Phần còn lại ta phải tiếp tục khám phá. Trong suốt cuộc hành trình, trong hành trình ấy, đôi khi ta lại thấy mình không cần phải sớm về tới đích, vì bản thân con đường cũng đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý giá và hành trang để vươn tới mục đích khác sâu sắc hơn. Thế nên, có những trường hợp ta cũng không cần
bỏ ra là quá nhiều năng lượng để đắn đo. Chọn lựa con đường nào cũng được, cả nếu ta đủ tin tưởng vào bản lĩnh có thật của mình, hoặc ta có chủ trương tích lũy kinh nghiệm và đào luyện bản thân. Chớ không phải tranh đấu vì sự thành bại. Giữ được tinh thần như thế, ta sẽ không bao giờ tự biến mình trở thành tín đồ chủ nghĩa do dự. Chọn làm đường thì chưa chắc nguy hiểm, nhưng do dự mãi thì sẽ xói mòn hết những cơ hội cho tương lai. Những người quyết định chọn tình mà bỏ lại hiếu, hay chọn lý tưởng mà bỏ lại gia đình, thì chắc chắn tâm trạng của họ rất đau xót, liên tiếp và có khi rất hụt hẫng. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng khi họ hoàn thành tốt con đường đã chọn, thì cũng có nghĩa là họ đã đồng hành với con đường bỏ lại. Nếu họ sống có hạnh phúc trong tình yêu, biết ứng dụng những kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ đã trao truyền để gây dựng một gia đình bền vững, luôn tìm cách hàn gắn sự gặn nứt đổ vỡ với cha mẹ, hoặc hướng dẫn con cái biết tưởng nhớ đến ông bà, thì hành động đó khi còn xứng đáng hơn là ở bên cha mẹ mà cứ ngộ nghịch hay làm khổ cha mẹ. Ngay cả khi chấp nhận phụ tình một người để chọn người khác, thì họ vẫn có cách để bù đắp